giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua về cách lắp đặt của chiếc camera. Chiếc camera này thì các bạn nhé, thì các bạn để bàn thì các bạn chỉ cần cắm điện là chúng ta cài đặt là chúng ta xem được. Còn việc nếu các bạn lắp ở trên tường thì các bạn thì phải chúng ta phải mua một cái hộp kỹ thuật. Đây ví dụ, đây mình nhé, mình nói sơ qua về việc là chúng ta lắp trên tường hay trên trần. Và đây thì đây là cái hộp kỹ thuật hình chữ R. Nếu các bạn lắp trên tường ấy thì các bạn sẽ phải mua cái hộp kỹ thuật này, và chúng ta sẽ bắt cái đế của chiếc camera vào đây và hai con ốc của cái đế này thì bắt vào tường các bạn nhé. Và chiếc camera thì khi chúng ta lắp ở trên tường thì nó sẽ như thế này, sẽ quay ngược này, đấy các bạn nhé, ví dụ đây đấy, các bạn nhé, đấy, thì nó sẽ phải quay ngược như này thì nó sẽ tối ưu được góc nhìn của chiếc camera. Bây giờ mình thử lắp đặt vào đây chúng ta nhé. Đây, khi chúng ta lắp vào trên tường, đây mình sẽ vặn lại. Đây các bạn nhé, khi lắp trên tường thì chiếc camera nó như thế này. Và cái để chúng ta sẽ tối ưu được góc nhìn trái phải của chiếc camera. Nếu quý các bạn không có chân đế này, nếu các bạn không có chân đế này này, không có chân đế của cái hộp chữ L này, thì ví dụ các bạn lắp ở trên tường như này, thì cái việc góc quay trái phải của chiếc camera chỉ là trên một cái đường thẳng, ví dụ như này này, đấy, nó khu vực này, chứ không phải là nó sẽ không tối ưu được góc nhìn quay trái quay phải của chiếc camera các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đi cài đặt và trải nghiệm cái hình ảnh thực tế của chiếc camera A22P-L của 2023 xem nó có gì khác biệt các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đi cài đặt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt của chiếc camera A22P-L các bạn nhé, của 2023. Thì trước tiên các bạn vào điện thoại này và chúng ta hãy kết nối wifi cho điện thoại. Lưu ý là kết nối wifi bằng tần 2.4G các bạn nhé. Tiếp theo thì các bạn vào phần đây, mình đang hướng dẫn quý bạn cách cài đặt ở trên điện thoại iPhone, và các bạn vào phần Apple Store trên iPhone thì các bạn tìm kiếm phần mềm iMobile. Lưu ý trên điện thoại Android thì các bạn cũng tìm phần mềm iMobile và các bạn bấm vào phần download và phần mềm đăng tải các bạn nhé. Và phần mềm đang được tải ở ra ngoài màn hình chính của điện thoại các bạn nhé. Được 50% rồi. Và phần mềm iMobile ở trên điện thoại đã tải xong, và các bạn bấm trực tiếp vào cái phần mềm iMobile. Đây mình sẽ để gần hơn để cho các bạn nhìn rõ hơn. Các bạn bấm chữ OK. Các bạn bấm mua chữ OK này, các bạn bấm chữ chấp nhận. Và các bạn bấm yêu cầu, các bạn bấm cho phép, các bạn bấm chấp nhận này, và các bạn bấm cho phép khi sử dụng ứng dụng. Và trước tiên thì các bạn để chúng ta cài đặt một chiếc camera hai màu mới thì các bạn phải đăng ký một tài khoản. Nếu các bạn có tài khoản rồi thì các bạn chỉ cần gắn vào xong thôi. Còn nếu các bạn chưa mới bắt đầu sử dụng camera thì các bạn phải bấm vào đây các bạn nhé, hướng dẫn này. Khi đăng nhập, nếu các bạn sử dụng camera iMau lần đầu tiên thì các bạn phải bấm chữ đăng ký. Còn nếu cứ các bạn ở trên điện thoại các bạn đã có phần mềm iMau ra thì các bạn đã đăng nhập rồi thì các bạn chỉ cần gắn thôi. Và bây giờ mình hướng dẫn cho quý các bạn là khi các bạn, đây là bạn lần đầu tiên sử dụng chiếc camera iMau đầu tiên thì các bạn bấm đăng ký và phải tạo cho mình một cái tài khoản, còn bạn chọn phù hợp vào đây
bạn bấm chọn Việt Nam và các bạn chọn mũi tên bên tay phải này, và các bạn đăng ký cho mình một số điện thoại, là ví dụ như là số điện thoại là 388351613, và các bạn đánh mật khẩu là từ 8 đến 32 ký tự các bạn nhé. Và các bạn đánh lại mật khẩu lần nữa. Các bạn bấm sẽ xong và tích vào đây, tôi đồng ý. Bấm thì các bạn bấm mũi tích vào dưới cùng bên tay phải, dưới cùng bên tay trái, các bạn bấm mũi tên. Và chúng ta hãy xác minh. Đấy. Và quá trình này các bạn hãy đợi ở trên server của hãng gửi một cái mã xác thực và số điện thoại, đó là 848 848 635 848 635, và các bạn bấm mũi tên đây và các bạn bấm vào chữ đăng ký và các bạn bấm vào biểu tượng ngôi nhà hoặc là cửa hàng đều được, các bạn bấm OK lựa chọn các bạn, và các bạn bấm chữ xong, sau đó các bạn bấm chữ OK, các bạn bấm OK, các bạn bấm OK. Và quá trình ở tải cái phần mềm ở trên điện thoại iPhone đã thành công. Và bây giờ trước tiên thì các bạn cài xong cái phần mềm ở trên điện thoại rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi lắp thẻ nhớ cho chiếc camera. Đây, chúng ta rút thẻ nhớ ra. Đấy, và chúng ta hãy lắp thẻ nhớ cho chiếc camera. Khu vực chúng ta hãy cầm thẻ nhớ như này, phía đông ở dưới và phần khuyết bên tay phải, và các bạn gạt cái mắt cầm camera ở gạt lên phía trên. Lưu ý đây là cái chiếc camera, thì cái biểu tượng phần khuyết của chiếc camera nó ở bên tay phải. Đấy các bạn nhé. Đấy, các bạn nhét cái thẻ nhớ vào đây và các bạn chỉ cần ấn tay cho chiếc thẻ nhớ nó nhận. Và bên cạnh cái khu vực lắp thẻ nhớ là nút reset các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy đi cắm điện cho chiếc camera. Lưu ý chúng ta hãy cắm điện lắp thẻ nhớ xong mới đi cắm điện cho camera. Và các bạn nhìn này, đây cái đèn màu đỏ báo hiệu là có điện vào cho chiếc camera. Và chúng ta hãy đợi chiếc camera khởi động xong thì mình sẽ hướng dẫn tiếp tục việc cài đặt cho chiếc camera A2EP9H các bạn nhé. AFTP chiếc camera A22EP9R các bạn nhé. Và các bạn nhìn thấy cái đèn nháy xanh liên tục không? Đấy. Thì là chứng tỏ là chiếc camera chưa được kết nối Wi-Fi. Và bây giờ chúng ta hãy vào điện thoại để chúng ta kết nối, để chúng ta cài đặt cho chiếc camera kết nối với Wi-Fi các bạn cần kết nối. Các bạn nhìn biểu tượng dấu cộng trên bên tay phải, các bạn bấm chữ quét QR và các bạn bấm tích vào đây. Tôi đã đừng hiển thị lại, tôi đã hiểu. Và các bạn bấm chữ OK. Và bây giờ trước tiên thì các bạn hãy đưa cái điện thoại iPhone của các bạn và đưa vào cái phần mã vạch của chiếc camera. Đấy. Và đến bước này thì các bạn sẽ phải lựa chọn cái Wi-Fi là băng tần 2.4G và các bạn đánh mật khẩu Wi-Fi. Lưu ý là mật khẩu Wi-Fi phải chính xác các bạn nhé, không cả chiếc camera sẽ không kết nối được vào tài khoản. Đấy. Các bạn bấm chữ xong và các bạn bấm chữ tiếp theo. Các bạn bấm chữ tiếp theo. Các bạn bấm chữ kết nối. Các bạn hãy đợi cái chiếc camera kết nối với cả bên server để gắn vào tài khoản các bạn nhé. Lưu ý là cái điện thoại các bạn để cùng gần với cả cái camera, để cho chiếc camera kết nối xong thì chúng ta mới đi lắp đặt các bạn nhé. Và đến bước này thì các bạn sẽ phải lựa chọn là nó sẽ mặc định luôn là cộng 7
chuộc Hồ Chí Minh. Và đây là chiếc camera A22 EP-L các bạn nhé. Và các bạn bấm chọn nhà hay là cửa hàng hay là đặt tên các bạn mong muốn, và các bạn bấm chữ tiếp theo, tiếp, và các bạn bấm chữ sau đó. Việc cài đặt của chiếc camera A22 EP-L này thì cài đặt sẽ đơn giản hơn so với các mã khác của 2022 hay 2021. Camera A22 EP-L của 2023 thì nó sẽ cài đặt đơn giản hơn và chiếc camera đã được gắn vào tài khoản. Và bây giờ mình hướng dẫn sơ qua về cái việc chúng ta, thứ nhất này, chúng ta khi mà chúng ta cài đặt xong chiếc camera gắn vào tài khoản xong rồi thì các bạn bấm trực tiếp vào chiếc camera và chỉ chiếc camera sẽ xem được trực tiếp các bạn nhé. Tiếp theo để chúng ta kiểm tra, thứ hai là chúng ta phải bấm vào lục giác để chúng ta vào phần cài đặt chiếc camera. Với chiếc thẻ nhớ mới thì các bạn sẽ lưu ý là các bạn vào phần cài đặt của chiếc camera và các bạn bấm vào phần tình trạng cục bộ và các bạn bấm định dạng thẻ nhớ để cho nó về mặc định, xóa hết mọi dữ liệu cũ đi để cho nó nhận đầy đủ là 32 GB. Chúng ta bách ra. Đây là các tính năng cài đặt của chiếc camera A22 EP-L các bạn nhé, 2023. Và đây là cái hình ảnh thực tế của chiếc camera này các bạn. Và cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video nhé. Quý vị các bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn bấm like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh. Rất mong quý vị các bạn ủng hộ giúp mình là ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông. Khi mình ra một video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích các bạn nhé. Và để mình có nhiều nỗ lực, mình sẽ ra nhiều video hơn, nên quý các bạn hãy giúp mình ủng hộ là bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông các bạn nhé. Hẹn quý các bạn ở video tiếp theo về phần hướng dẫn sản phẩm camera khác các bạn nhé. Xin chân cảm ơn quý các bạn, hẹn quý các bạn ở video tiếp theo.